Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 23. Chúng ta vừa tổ chức lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm xong. Quý vị thấy mỗi lần lễ vía ở chùa mình tổ chức thì mỗi lần gây dựng thêm cái lòng tin cực kỳ kiên cố cho chúng ta phát nguyện niệm câu Phật hiệu cả đời không thối tâm, từ người trong chùa cho tới hàng Phật tử khắp nơi nơi có điểm quay về nương tựa vững chắc. Vì nhìn thấy rõ ràng từ một câu Phật hiệu thôi mà làm được việc lớn trong cuộc đời, gọi là thế gian pháp vô cùng ý nghĩa. Và cũng là một câu Phật hiệu giúp chúng ta một đời được giải thoát, gọi là xuất thế gian pháp. Nếu như bỏ câu Phật hiệu này thì cái như chịu thua. Nếu như giờ những đức bỏ câu Phật hiệu này, dù có giảng đi chăng nữa thì cũng là giảng dòng do tam quốc, giảng những văn tự phù phiếm, tại vì nó không có cái nguồn gốc của giải thoát. Còn những đức chủ tâm vào ngay câu Phật hiệu này thì có nguồn gốc giải thoát. Cái này là điểm cực kỳ quan trọng cho tất cả chúng ta nhận thức. Một cái pháp hội nói là lễ vía Quan Âm, chứ thật sự thì một cái pháp hội để tán tán bộ nguyện Di Đà, nói đúng ra là như vậy. Và Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là tán tán bộ nguyện Di Đà, dựa vào tất cả nhân duyên để tán tán đại nhân duyên của Đức Phật A Di Đà. Nhớ nghĩ vị, dựa vào tất cả nhân duyên để tán thán đại nhân duyên của Đức Phật A Di Đà. Nên tất cả những người tu tịnh độ mà đi vòng vo tam quốc, đi tìm đồ này kiếm đồ kia, đi nhìn từ những cái đại pháp hội này, thì quý vị thấy đặt lên câu hỏi rằng ông thầy này từ khi gặp Phật pháp ông tu cái gì? Ông niệm Phật. Và trong kinh Đức Phật nói pháp tịnh độ là pháp khó tin, vì công nhận không? Cũng rất nhiều người cũng mong chùa mình cũng tổ chức những pháp hội lớn như vậy. Ai không muốn? Ai xây lên ngôi chùa mà không muốn mình, chùa mình có nhiều người đến tu quý vị, nhưng đối với tịnh độ thì người ta lại không đủ duyên đặt lòng tin. Pháp này là pháp khó tin quý vị. Dù là người ta đi đến chùa đông ào 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 ào, nhưng cái nguồn gốc chính người ta không biết được ngay chỗ niệm Phật. Nơi nào niệm Phật là nơi đó thịnh vượng. Người ta cũng đều muốn thịnh vượng nhưng lại không niệm Phật. Chùa của mình lễ tổ chức xong, nhà chùa người ta vẫn ở đông, thiệt là đông, để ở chùa tu. Nếu như không phải pháp môn niệm Phật
Làm sao làm được như vậy quý vị? Đúng là pháp niệm Phật là pháp mà mười phương chư Phật tán thán, pháp đại thù thắng, quá đặc biệt. Để biết Bồ Tát Quán Thế Âm đông không tưởng tượng được. Vì coi mấy chục ngàn con người không đơn giản. Số lượng mấy chục ngàn con người mà tập trung tổ chức đại pháp hội lễ Quan Âm Bồ Tát, xong tất cả các việc đều gọn gẽ đâu vào đó. Người trong chùa, từ xuất gia cho tới hàng cư sĩ, hai bên nhiệt tình hết mình chung tay, hết lòng hết dạ chung tay. Nhận thức được thì thấy cả cuộc đời của mình, nếu như mình ở ngoài đời làm sao mình có cơ hội làm những việc quá ý nghĩa này. Nhờ đi tu mà gặp ngay ngôi chùa chuyên niệm Phật, đại duyên đại phước, làm được việc đại thù thắng, nhờ nương vào đại nguyện của Phật A Di Đà, đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, mà tập trung con người để tổ chức được đại pháp hội thù thắng, nương vào đại nguyện nên được đại nguyện gia trì. Nhờ như vậy mà đại pháp hội viên mãn suôn sẻ, mọi việc đều được tốt đẹp. Nên mỗi người chúng ta phải gầy dựng tính tâm tính nguyện đối với câu Phật hiệu. Đây là pháp đại thù thắng. Có rất nhiều cái cảm ứng cực kỳ thù thắng. Người người về chùa mình tu, ai cũng rất là vui. Những đứa gặp nhiều trưởng đoàn đều nói câu rằng, đặc biệt dẫn người ta đi đến chùa thầy tu, càng dẫn càng tăng thêm, càng dẫn càng tăng thêm. Nhưng cái quan trọng, cực kỳ quan trọng là người trưởng đoàn, họ phải cảm giác với pháp môn Tịnh Độ này, và cảm giác với ông thầy đem pháp môn Tịnh Độ giới thiệu, dùng đa dạng phương tiện để dẫn dắt chúng sanh bước lên chiếc thiền Tịnh Độ. Quan trọng là chỗ này. Khi nhận thức được chỗ này rồi thì những người trưởng đoàn đã cùng những đức kết hợp rất nhịp nhàng, rất thù thắng. Hai bên kết hợp với nhau để rủ chúng sanh về thế giới Cực Lạc. Hồi sáng nhà đức gặp phái đoàn ở Kim Tâm, từ đó đi đến đây 700-800 cây số. Nó nói rằng ban đầu dẫn không đông, nhưng tới bây giờ là dẫn hơn 100 người. Và những đứa có làm một đoàn ký sự đối với phái đoàn. Những đức mong rằng tất cả những vị trưởng đoàn khắp nên phát động chương trình dẫn người đến đạo vàng chuyên tu Tịnh Độ. Có người hướng dẫn rõ ràng, có người chia sẻ Phật pháp rõ ràng cho họ nghe. Những đức dùng đa dạng phương tiện để cho họ thấy được Tịnh Độ thù thắng. Chính ngay chỗ bản thân những đức là điểm quan trọng họ nhìn ra được pháp môn Tịnh Độ thù thắng. Từ khi cái người không đủ thiện duyên phước báo, không thấy ra, dù có thấy ra nhưng do cái tâm kiêu ngạo của mình mà nó che lấp, không nhìn thấy. Vô cùng đơn giản bình dị, từ khi gặp Phật pháp tới giờ chỉ có một câu Phật hiệu mà làm được việc ý nghĩa lớn lao vô cùng này. Quý vị coi, một cái pháp hội lễ viếng Quan Âm Bồ Tát, quý vị sẽ lên trên mạng vì chưa từng thấy.
từ trong nước ngoài nước thì chưa từng thấy một cái pháp hội nào thù thắng như vậy. Năm ngoái 19 tháng 9 là đã là 3.000 lại, cũng là chấn động. Năm nay số lượng đông thêm, như 19 tháng 9 10 phần, lần này tăng thêm khoảng 3-4 phần nữa. Thì vì nghĩ số lượng đông cỡ nào chứ, quá đông. Thì rõ ràng rồi, phương pháp tu phù hợp tiếp nhận được, cách chia sẻ Phật pháp họ tiếp nhận được, cách lại Quan Âm họ tiếp nhận được, đi đến chùa ai cũng nhiệt tình, họ cảm nhận được. Quá nhiều yếu tố kết hợp lại, họ đi đến đây càng đi càng thích. Rất nhiều người gặp những đức nói rằng đi đến chùa thầy công nhận, từ trên tới dưới ai cũng quá nhiệt tình. Quý thầy, quý chú làm gì cực lực mà ai cũng vui vẻ. Đúng là con Phật A Di Đà đều là những người hoan hỷ, nhiệt tình cực lực hết mình, xứng đáng là con Phật. Bước xuống nhà bếp thì thấy tất cả các cô cực lực nhiệt tình nấu ăn, làm việc còn quạt cả ngày, cả ban đêm. Vì mà ai cũng vui vẻ, ai cũng hoan hỷ. Nên chỗ đặc biệt mà người ta kính trọng mình là bằng một cái tâm thiện nguyện hết lòng hết dạ. Con người dễ bị hạ cấp xuống là ngay chỗ nào? Đồng tiền. Nhớ kỹ. Còn tất cả những người trong chùa mình, họ đã được lo hết rồi. Họ dùng nội tài bố thí, cực lực nhiệt tình hết mình phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Việc làm này cực kỳ ý nghĩa. Nên mỗi một người trong chùa mình, dù làm cực một chút nhưng phấn chấn lên, thấy rằng việc làm mình cực kỳ ý nghĩa, nên nỗ lực và phấn chấn lên. Nếu như mình ngoài đời có vợ có chồng, mình đâu có cơ hội làm như vậy. Hoặc mình cũng bị trói buộc trong một gia đình nhỏ bé. Bây giờ mình có cơ hội được ở trong chùa, mà gặp ngay ngôi chùa, làm những việc ý nghĩa như vậy, nhiệt liệt hết mình, phấn chấn lên, cố gắng lên. Phải có tâm quyết cực kỳ mạnh, thấy được rằng quá ý nghĩa, quá đặc biệt, quá tuyệt vời. Pháp môn Tịnh Độ này quá thù thắng, khổ đau vì mọi phương diện. Khi gặp Tịnh Độ này có thể hóa giải được. Nhưng Đức gặp bao nhiêu người, họ đều nói rằng nhờ nghe mình giảng mà họ rất vui và cởi mở tâm tư. Họ gặp như Đức, họ quý mến và mừng vô cùng. Hồi tưởng lại ngày xưa cũng con người này, không ai ngờ được thời gian trôi qua, con người này bây giờ trở thành như con người mới hoàn toàn, hoàn toàn mới mẻ. Nếu như Đức không gặp Phật pháp, nếu gặp Phật pháp mà không gặp Tịnh Độ thì những đứa cũng không được như ngày hôm nay. Nhờ những đứa gặp ngay pháp môn Tịnh Độ mà được như ngày hôm nay. Nên chân thật nhiệt tình hết mình đem pháp môn Tịnh Độ giới thiệu. Chuyến này chúng ta tổ chức ngày lễ Phật đản cũng là một đại pháp hội thù thắng, mô hình tuyệt vời. Từ trước đến nay chưa từng có chương trình một mô hình tuyệt vời như vậy. Chúng ta mỗi ngày nhận cái nhân duyên chúng sanh thập phương cúng dường, chúng ta cũng nhiệt tình đem cái nhân duyên để trả lại cho chúng sanh thập phương. Cái đặc biệt của mỗi người chúng ta, quý vị đã gặp Tịnh Độ rồi, nhưng cái tu Tịnh Độ quý vị có gầy dựng được hay không? Nếu cho nhà Đức chọn, có chùa hay gầy dựng tín nguyện Tịnh Độ, nhà Đức chọn gầy dựng tín nguyện Tịnh Độ. Nghĩa là nhà Đức luôn luôn gầy dựng tín nguyện Tịnh Độ. Cuộc đời con người
thân này còn mất đi. Cái gì trong cuộc đời này mà mình nắm được hoài, có được cơ hội thì cố gắng nhiệt tình hết mình mà làm. Cái đặc biệt quan trọng là gì? Quý vị có nhiệt tình làm hay không? Cái này mới là cái quan trọng. Nói thì nhiều người cũng đều nói được, nhưng làm được hay không mới là quan trọng. Quý vị nhìn thấy những đức nói có làm không? Nói là làm thiệt, thật sự nhiệt tình làm. Của thập phương cúng dường những đức giác trả lại cho thập phương đó. Như thấy rõ ràng không? Khắp nơi nơi cúng dường kỳ cỡm từng chút từng chút. Một cái pháp hội lễ viếng Quan Âm trả lại cho quý vị. Nhiều người, người ta tổ chức một chương trình xong rồi người ta sẽ được tiền cúng dường dư tiền. Còn bản thân của những đức hoàn toàn tổ chức xong rồi thì cũng là để làm việc Phật sự, đều gỡ đưa cho hòa thượng để xây chùa, cũng là lợi ích cho chúng sanh. Không có suy nghĩ rằng lễ xong rồi dư một ten gì hết. Dư để làm gì? Đồng tiền người ta đưa cho mình để làm Phật sự chứ không phải để dư. Nên nhiệt tình hết mình mà như thế cũng đâu có thiếu gì đâu quý vị. Đúng là rõ ràng, mình vì thiên hạ vì mình. Có nhiều người mình mãi mãi là than thở, tích góp thành quen tật. Cái bệnh mà tích góp nó quen tật đó quý vị. Bệnh này khó giảng sanh. Tích góp, đi đâu cũng bòn, đi đâu cũng gơm, đi đâu cũng móc. Nhân đức thấy rằng mười mấy năm nay Nhân đức đi tu cũng nhiệt liệt, không có tiền gì nhiều, nhưng mà nhiều người người ta cho rằng ông thầy Đức không có tiền nhiều lắm. Nhân đức lại không có tiền mà dám xài. Cái dám xài của Nhân đức thì cũng hơn cái người có tiền. Còn người ta có tiền nhưng người ta không dám xài, mà không xài để làm gì? Để dành. Càng làm gì làm, cuối cùng tới chết đi coi chừng hối hận. Còn bản thân Nhân đức thì là dám làm, không có tiền nhiều nhưng mà nhiệt tình xả, làm nhiệt tình hết mình. Tiếp tục lay quay sắp sửa chương trình khiếm thị. Cuộc đời mình nên làm được cái gì thì làm. Tại sao? Cái quả địa Phật A-di-đà thù thắng như vậy, vì cái nhân địa tu của Ngài quá lớn. Nhiệt tình tu phước tu duyên, luôn luôn giúp cho chúng sanh hoan hỷ, đến với chúng sanh mở rộng tâm lượng ra, phước báo càng ngày càng lớn. Còn mình có phước lại tích trữ giữ gìn, không biết đem cái phước đó rải ra cho chúng sanh, để phước duyên mình càng thăng thêm. Tâm lượng lớn phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ, tùy vào quý vị nhận thức. Lê quay khiếm thị, lê quay tới đại pháp hội lễ Phật đản. Tiếp tục quý Phật tử khắp nơi nơi về, nên hôm qua đại lão hòa thượng chúng ta có câu nói rằng: tôi thì đóng thiền, nhưng tôi giao cho ông đức cái trách nhiệm rủ người lên thiền. Ông rủ cách nào? Người ta chịu bước lên chiếc thiền tịnh độ thì là tốt. Những đức dùng đa dạng phương tiện giúp cho người ta an lạc vui vẻ bước lên chiếc thiền tịnh độ. Nhiều người biết mình đều niệm Phật, ca sĩ biết những đức cũng niệm Phật. Bây giờ rất nhiều ca sĩ đều thấy một ngôi chùa mà nhiều ca sĩ về hát như vậy cũng có sự ảnh hưởng đến với tất cả ca sĩ. Ca sĩ hay tu sĩ gì, ai mà không cần tu nhân tích đức. Nếu cuộc đời mình tu nhân tích đức thì tuổi già mình tỉnh táo sáng suốt. Còn nếu như tuổi trẻ mình hưởng phước hết thì tuổi già mình mù mờ tối tăm chứ làm sao. Giống như một chai nước chỉ có uống không mà không tạo ra lại thì thành chai nước không.
một cái đèn, mà nếu nó để cạn dầu thì cái đèn nó tắt, bớt dầu thì đèn mờ. Con người khi duyên phước đã giảm thì mờ tâm mờ trí, cho thành lú lặng. Nên chúng ta cần phải nhớ Phật niệm Phật là cái cực kỳ quan trọng. Nhớ kỹ, nhớ Phật niệm Phật là việc rất quan trọng. Đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Vì coi, mỗi lần những đức chia sẻ Phật pháp đều đeo máy niệm Phật. Quý Phật tử khắp nơi nó nhìn đó mà trở thành một mô hình. Đại biểu Quan Âm tặng máy niệm Phật, chiếc máy rất đẹp, chiếc máy rất là đẹp. Niệm Phật rất rõ ràng, đi đâu cũng có chiếc máy niệm Phật. Đi đến chùa dự lễ viếng Quan Âm được món quà, chiếc máy niệm Phật vô cùng trân quý. Mỗi một người cực kỳ trân quý. Ai đến chùa mình dự lễ một lần, nhất định đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ca sĩ đến chùa mình hát một lần, ai cũng mong được đến hát nữa. Vì sao? Quá hoan hỷ. Ca sĩ đến chùa mình hát, người nào cũng nói sao mà năng lượng dữ dằn như vậy, người gì mà năng lượng dữ vậy? Cái cảm giác pháp hội thù thắng. Sao? Làm việc thì thăng tứ đại, ai mà không mệt. Nên đức cũng mệt, lại Quan Âm thăng tứ đại, lại xong rồi nó cũng đau chân. Nhưng mà lạ thấy tâm trạng cực kỳ tốt, tâm trạng cực kỳ tuyệt vời. Những đức mong người trong chùa mình cũng y răng như vậy, thấy việc ý nghĩa. Nên bản thân mình rất mừng khi làm được những việc ý nghĩa này. Và tất cả Phật tử rất vui mừng khi chúng ta biết được ngôi chùa chuyên tu tịnh độ, nhiệt tình hết mình, có vị thầy hết lòng hết dạ hướng dẫn mình tu. Dù thập phương cúng dường, thầy cực lực hết mình, làm việc bằng cả tấm lòng. Phật tử về chùa tu tập chưa có bao giờ tạo một cái áp lực gì cho quý vị phải bận tâm. Chỉ là làm việc thiện việc tốt thì chân thật níu lên để cùng tu phước tu duyên mà thôi. Giống như rủ người ta đi làm ác thì có tội, rủ người ta làm thiện thì có phước duyên. Biết được việc tu phước duyên tốt, rủ người ta cùng làm. Đi đến đây cảm giác được tam bảo mình thì tự nhiên biết phát tâm tu phước duyên. Còn đến đây thấy rằng ở đây làm không đúng thì khỏi cùng chung tay, đúng không? Nên chúng ta phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Cái quan trọng nhất trong cuộc đời mình là nhớ Phật niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Làm việc gì nhớ niệm Phật, nhớ niệm Phật. Phát nguyện kiên cố, đời con cả đời niệm Phật. Ôm chân Phật A-di-đà, quyết tâm đời này chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.